Chào 500 anh em. Hôm nay Huy sẽ giới thiệu 500 anh em về khu vườn của nhà Huy. Khu vườn này nhà Huy thì có rất nhiều loại cây. Nó được canh tác theo mô hình bền vững, nghĩa là không sử dụng thuốc hóa học, không phân bón, không thuốc trừ sâu. Và trồng rất nhiều loại cây, cả cây rừng, cây ăn trái và những loại cây ngắn ngày nữa. Nào, bây giờ Huy sẽ giới thiệu đến các bạn về những loại cây trong vườn của Huy nhé. Chuẩn bị trồng một số loại cây nữa như là cây mít và thêm một số cây sầu riêng. Thực chất thì Huy không muốn trồng quá nhiều một loại cây nào mà có giá trị cao. Thật sự nó khi nó dày lên nó sẽ rất dễ gây thu hút côn trùng về những và bệnh tật về. Bởi vì thực sự những loại cây này nó cũng không đảm bảo về cái chất lượng về nguồn dịch bệnh. Rất dễ bị dịch bệnh. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Huy. Các bạn nhớ bấm đăng ký và nhấn nút thông báo để cập nhật những video mới nhất của mình về tình trạng nông nghiệp, phương pháp canh tác nông nghiệp sinh thái cũng như canh tác nông nghiệp bền vững nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.